Ok, chào mọi người. Hôm nay thì lại dọn kho tiếp, dư ra được vài cái cần lua nè, cần câu ngâm và bên đây là cần dây trong nhé, có những cây Daiwa hàng của Nhật luôn nè. Rồi, để vô sắp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không những lép sắp lên thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất lên cho mọi người thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần lua nhé. Thì đây là cây cần lua carbon, cần lua carbon, và cây này của Cree sản xuất nhá. Cây này dài 1,8 m, độ cứng mờ, độ cứng là L, thì phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi là phôi carbon nhá. Phen là phen Fuji, và cây này nó có bị lỗi một điểm đó, phôi rất là đẹp nhá, phôi carbon sẵn đây, đây. Cái này mắc đầu bu nhé, mắc đầu bu. Anh em nào quen thì mua một cái đầu bu chợ thôi, bu chống sắn gì đó, vài chục ngàn gắn vào là có một cây cần chỉnh sọ để xài, cặp bo sắn tới ngọn nha mọi người. Thêm sức nhật đàng hoàng. Thì cái này nặng là 95 g, đọt 1 ly 8, dài 1,8 m, giá công khai cái số 1 giá 400 nha mọi người, 400k cộng ship cái số 1. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 vẫn lên cho người một cây cần lua. Thì cái này một cây cần lua của Daiwa. Phen là phen hãng người, phen hãng của Daiwa. Phôi cũng là phôi carbon nhé, sẵn sẵn chìm. Thì đa phần những cây này thì để trong kho lâu ngày lấy ra thanh lý cho người luôn. Thì cây này một cây cần cũng dài 1,8 m, độ cứng vẫn là độ cứng ăn L. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 14 g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Cây này vẫn là của Korea sản xuất nhé, một cây đây qua. Và cây này nó cũng bị gãy đầu bu đây, bu nó đây nó dính vô cây cần nè. Anh em về chịu khó gắn vào nhé. Thì cần thế nào thì bạn đăng lên bán cho người vậy, bán thanh lý. Thì cái này nặng là 175 g, đọt 1 ly 8, dài 1,8 m. Rồi, giá công khai cây số 2, giá của nó là 350k nhé, 350k. Bát của nó đây, dạng là tự nó lên nha mọi người, dạng là xuống. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn vậy, vẫn là một cây cần lua. Thì đây một cây cần lua máy ngang nhé, một cây cần lua máy ngang. Phen của nó là phen sứ, phen lỗi inox trong đây nè. Phôi của nó là phôi carbon luôn nha mọi người, cần carbon nhé. Đây, bắt hãng. Thì đây là một cây cần của Suzumi. Thì Suzumi là một cái thương hiệu của Hàn Quốc nha mọi người, Hàn Quốc sản xuất. Thì cái này dài là 1,65 m nhé, dài 1,65 m, phôi carbon. Phen nó là loại này. Đó. Thì cái này một cây máy ngang thích hợp cho anh em nào câu mồi giả nhé, anh em là mới tập luôn. Đó. Giá bán mấy cái này cũng cực kỳ mềm mỏng luôn. Thì cái này nặng là 80 g, dài 1,65 m, đọt 2 ly 1, giá công khai cái số 3, giá là 400k nha người, 400k cộng ship cái số 3. Carbon sáng đẹp nha người. Đó. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên tiếp người là một cây cần của Shimano. Thì đây là một cây Shimano Batch 1 X. Thì cây này nó xây xác nha người, nói chung là cần này shop vẫn chưa vệ sinh đâu. Đây, đó. Cái miếng bằng nó bị ngã màu đen nè. Thì anh em cứ về lấy xà bông sạc ra là nó sạch sẽ lên. Phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám, phôi carbon. Tổng thể ngoại hình thì còn tương đối thôi. Đó. Chung thì mấy cây máy đứng đây nè, anh em có thể câu về dạng câu ngâm, câu bóng đục, câu cảm giác cũng rất ok. Đó. Thì anh em lua thì anh em cái loại này lua chẽm, lua màu giả. Thì cây này nó dài sẽ là 1,74 m người, dài 1,74 m, nặng là 800, nặng là 89 g, đọt 1 ly 6. Thì cái này tải mồi từ 2 đến 10 g, tải dây từ 4 đến 10 lb, và độ cứng của cái này tương đương với L đúng người, độ cứng tương đương với L. Korea nhé, Shimano. Rồi, giá công khai cái số 4, giá là 450k người, 450k cộng ship cái số 4. Tiếp theo qua đây, ở đây là mấy cây cần câu ngâm nhé. Tiếp theo cái số 5.
Thì cái số 5 lên tiếp người là một cây cần của Alpha Taco. Đó. Và cần này thì shop vẫn chưa vệ sinh luôn. Còn khá là bụi đây. Đó, cán nó dính bụi này thấy không? Bát của nó là bát Alpha Taco. Bát dạng giả gỗ nha, rất là đẹp. Bát Fuji nha mọi người, bát Fuji. Phen là phen Fuji nòng súng. Đây, đó. Chung này cần này chưa vệ sinh gì hết. Cái này dài 3m3 Alpha Taco, phen Fuji nòng súng. Đó, phen xít nha mọi người, phen xít. Bu là bu chống sắn. Cần thì độ cứng nó ra tầm khoảng 30-50. Đó, cái này thích hợp về cho anh em nào câu ngâm, câu cảm giác nha. Và cái này nó được sản xuất tại China. Đây, đó. Độ cứng nó trải dài từ 20 đến 60 nè. Đó. Cái này anh em câu cảm giác, câu cá chép ha, rất là chuẩn bài. Thôi anh em về mà chịu khó tháo dàn phen này ra, dỡ lên lại dàn phen khác và ok liền. Phôi là phôi carbon nha mọi người, tổng thể phôi là không giật không bể, phen thì không chóc gì cho nhé. Thì cần thì ngoại hình nó có xây xác xấu xí nè, đó. Thì anh em chịu khó về vệ sinh lại giúp mình nhé. Và cây này mình bán với giá là 650k nha, 650k cộng ship, một cây cần dài 3m3, đọt 3 ly, nặng là 359g. Rồi, cây số 5, 650k cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên tiếp cho người là một cây cần Hechi. Thì đây một cây cần Hechi của ai ta không thấy tên luôn. Đó. Thì cây này cũng lấy từ thị trường Nhật về, foil là foil carbon. Thì cây này hai đọt, một đọt cứng 10, một đọt cứng 20 nhé. Một đọt cứng 10, cứng 20. Bát của nó là bát Fuji. Cây này dài là 1m8. Đó, dài 1m8, hai đọt, đọt 10, hạt 10. Tổng thể căn còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây, phen bát Fuji nhé. Phen Fuji lõi xám. Bù cũng lõi xám luôn. Cái này về cho anh em thích hợp câu hanh, câu tráp, câu cảm giác, câu bóng đục, câu cá động. Đó, anh em miền Tây thì có thể câu cá trắng, câu tôm. Đó. Càng rất ok nha mọi người, tổng thể rất là mới. Thì cái này nặng là 118g, đọt 1 ly 3, độ cứng là 20, đọt 1 ly 1, đọt 1 ly 1, độ cứng là 20. Mừng rồi, giá công khai cây số 6 giá 700k nè, 700k cây số 6 hai đọt. Tiếp theo cây số 6 và cây số 7. Thì cây số 7 lên cho người một cây Daiwa. Thì đây một cây Daiwa Kawasaki đó, cấu tạo từ sợi Kawas đó. Thì cái này dài 2m4, đọt của nó là 2 ly 2 nha mọi người, dài 2m4, đọt 2 ly 2, độ cứng của nó là 50 đó. Độ cứng là 50. Phôi thì dòng Kenyaki Kewat này, phôi thì khỏi bàn, phôi là carbon sẵn ít luôn rồi. Cần này thì xấu quá, xước xác nhiều. Đó, có vài lỗi như đó. Thì cây này cán gỗ nè, đó. Do mấy Nhật anh tẩy cái gỗ này bị mất đây nè, đó, một chỗ nha. Phen này được đổ keo lại nè, đó. Hai chỗ. Phôi thì chuẩn rồi, phôi bát thì chuẩn khỏi bàn. Cái này cũng vậy. Đó thì cây này về mà anh em mua về thì anh em có thể đi keo lại, đi keo phen lại. Không thôi để vậy câu cũng ok. Đó, vẫn rất là cứng nha mọi người, phen cũng rất là cứng đây. Phen này cũng vậy, đi keo lại nè. Đó. Thì phôi cái này sẽ là phôi carbon sẵn ít. Đó, độ cứng là độ cứng 50, dài 2m4. Rất là chuẩn cho anh em dạng câu ngâm, câu lăn xê. Phen dạ quang nhé, phen là phen dạ quang. Rồi giá công khai số 7, giá 800k nha người. Dạ, 800k giá cực kỳ ok. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên tiếp người là một cây cần của hãng nào không biết luôn, không có tên. Đây, hãng này của mấy Nhật nè, đọc không được. Đa phần những cây này là của hàng nội địa của Nagato nha mọi người. Thì cây này sổ bột phen là bột phen Fuji loại xám nha người. Đây, Fuji loại xám. Phôi là phôi carbon đó. Bát của nó là bát Fuji tam hoàng. Tổng thể cần thì có xây xác nè. Đó. Cái này nó dạng nó dính dính bụi nha mọi người. Đây, đây dính bụi nhé. Phôi Fuji là xám nhé. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 50. Đó, dài 2m1, độ cứng 50.
cái này thích hợp về cho anh em là con ngâm, con lăn xê nhé, con chim bè, chim ga, phôi carbon cần xay sát. Thì cái này nặng là 260g, đọt 1 ly, đọt 2 ly chính. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 500k nha người, 500k cộng ship 8. Tiếp theo cây số mừng. Thì cây số mừng lên cho mọi người là một cây cần phiên lá. Thì cây phiên lá này thì chắc mình bán thì mình sẽ bán phan thôi nhé, bán phan tặng phôi các kiểu gì đó. Thì cần nó rất là dịu nên rất là khó câu, ở Việt Nam thì rất là khó câu loại này. Cái này thì chuyên về cho anh em là câu cảm giác thôi, thì cũng lên cho mọi người cây này luôn. Thì đây một cây cần của Daiwa nha mọi người, một cây Daiwa, Daiwa phiên lá đây. Thì cần này mình cũng chưa vệ sinh luôn, đây phiên lá, tất cả phiên đều phiên xít, phôi của nó là phôi carbon, bát tầm bát Daiwa. Cần này chưa vệ sinh nha mọi người, nó gõ luôn đây phiên lá nhá, phiên Fuji hết. Thì cái này dài 3m3 nha mọi người, dài 3m3 đó, buộc chống sắn. Hàng đúng chuẩn nguyên zin nhá, chưa độ chế, chưa mắc phèn mất gì hết. Đó, buộc chống sắn, cần thì mới quê, cần dọn kho nên chưa vệ sinh. Đó, phôi carbon sẵn nè. Đó, thì anh em nào tay nghề cao thì anh em có thể về tháo phèn ra dựng lại cây khác. Mình thấy anh em lấy cái phôi của cái đọt này thôi nè, phôi của đọt này thôi, làm cần một khúc. Cây này mà anh em về câu tôm, câu cá trắng, câu cảm giác thì còn bằng. Thì cây này nó nặng là 295g, đọt 1.8 dài, dài 3m3. Rồi cây số 9 giá công khai 600k nha, 600k cộng tiếp cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên tiếp người vẫn là một cây cần dạng xây sắt nhiều. Thì đây một cây cần của NFT, dòng nội địa nhé. Phôi là carbon sẵn nè, sẵn vòng bát tầm bát Pussy. Thì cây cứng 50 dài 3m nhé, cứng 50 dài 3m. Nhưng mà được cái là cây này nó xấu nhé người, nó gõ luôn, xấu. Đây, phôi đây đó. Sẵn gần gút nha mọi người, sẵn hài da. Đây, cái này nó dạng nó giống như là dạng chóc cái lớp sân bóng đó người, nó xấu nè đó. Đây, phen cũng bị oxy hóa nè đó. Đây cũng vậy, phèn bị oxy hóa, cây phèn bị xéo luôn nè, nhưng mà còn rất là cứng nha anh em, mà không quan trọng ngoại hình thì lấy ra mấy cái này về câu thả ra. Được cái phôi nó ok đó. Lớp xương bóng nó bị chóc thôi nha mọi người đó, phôi thì còn nguyên zin nhé. Thì dạng cây này cũng bán dạng thanh lý. Thì cái này nặng 300g, dài 3m, cứng 50, đọt 2 ly 5, đọt 2 ly 8. Rồi giá công khai cây số mừng, giá là 600k, 600k chỉ mừng. Tiếp theo cây 11. Mùa 1 lên tiếp người là một cây cần dạng nội địa luôn. Thì đây một cây cần của Senwa, Senwa nội địa. Thì cái này độ cứng của nó là 30-50 người, độ cứng 30-50. Phen là phen Fuji, độ xám, bát là bát Fuji, đó, bát Fuji. Thì cái này dài 2m4 nhé, dài 2m4, Hunter, thở xăng, phen ok chuẩn rồi, đó, phen Fuji là xám, mua đây, đó. Thì cần thì dọn kho ra nên nó vẫn còn sống lắm người, sống chưa vệ sinh, nó hơi bị dơ, sân bóng thì nó bị chóc. Cần sao bản cho anh em vậy, anh em nào cũng không quan trọng ngoại hình thì về sách câu rất là ngon lành nha. Đây, phôi carbon thì cái này nặng là 270g, đọt 1.7 ly, dài 2m4. Rồi giá công khai cây số 11, giá 600 luôn nha, 600 từ 11. Tiếp theo qua đây cây số 12. Cây 12 lên trong người là một cây cần nội địa nhé, cây cần của Ryobi đây, đứt nữa đây, làm rất là đẹp, quấn chỉ nè, cái này nguyên zin, nó quấn chỉ từ Nhật về rồi. Nguyên zin quấn chỉ từ Nhật về đây, rất là đẹp. Đây cũng vậy, bát là bát Fuji tam hoàng, bát Japan, coi nó đây. Thì cái này dài 1m4, cứng 50 cho người, dài 2m4, cứng 50, hàng chuẩn nội địa.
phôi sẵn là ha. Phen đây, phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji hết nha. Fuji là xám nè, nguyên zin. Đọc đây, đọc nó là đọc carbon nha mọi người. Đó. Cây 2m4 cứng này, cứng 80 là chuyên về cho anh em mà con lăng xe nhá, con lăng xe, con ngâm. Rất là khỏe. Càng đây. Rồi, thì cái này nặng là 250g, đọc 21, cứng 80, giá công khai cây số 12, giá là 600 nha mọi người. 600 cây 12. Tiếp theo cây 13. Cây 13 lên cho mọi người một cây hàng nhảy. Thì cây nào cây cần của Shimano. Thì đây một cây Shimano nội địa nha mọi người. Shimano nội địa. Đây, mã có toàn hoàng nha. Thì cây này dài 2m1 người, dài 2m1, ngoại hình cây này ra tầm khoảng 93-95%. Ngoại hình tương đối đẹp. Phôi carbon, thì dạng này là dạng carbon sẵn ít nha mọi người. Sẵn hai da. Phen là phen Fuji loại xám, phen còn rất là đẹp luôn. Bát Fuji tem quang. Đây, sẵn nha. Sẵn đẹp luôn. Lung linh ha. Phen này. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 120, từ 100 đến 120. Thì cái này chuyên về cho anh em nào con ngâm nhé, con ngâm. Con trên ghe, trên bè, trên thuyền. Và cần còn rất là đẹp. Thì cái này đọt của nó là 2.5 ly, dài 2m1, nặng là 265g, giá công khai cây số 13, giá 1.200.000 nha mọi người. 1.200.000 cộng tiếp cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 vẫn lên cho mọi người một cây cần nội địa, một cây cần đẹp. Thì đây là một cây cần của Daiwa. Ok, Daiwa nội địa. Phôi rất là đẹp ha. Bát là bát Fuji nhá, bát Fuji. Phen là phen Fuji loại xám. Phôi là carbon sẵn dạng hạt, sẵn quăng nha người, sẵn quăng. Rất là đẹp. Thì cây này hai đọt nhá, một đọt cứng 80, một đọt cứng 120. Và cây này dài 2m7. Rất là chuẩn cho anh em nào câu ngâm, câu sông, câu hồ, câu có thể câu dịch vụ cũng được. Với đọt cứng 120 câu dịch vụ là ok liền. Đây. Phôi là carbon, đọt là đọt tháp nha mọi người, đọt là đọt tháp. Phen là phen Fuji nè. Phen bóng loại xám. Hàng nguyên zin nhé. Tổng thể cần này thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Cũng còn rất là mới. Đây. Sẵn gần guốc nha. Nội địa nha mọi người. Cán là cán gỗ. Có ngoài dàn khách nè. Rất là đẹp cái phôi. Keo chỉ từ nguyên zin. Thì cái này hai đọt nha mọi người, hai đọt, một đọt 2.9 á, đọt cứng 80, đọt 3.3, đọt cứng là 120. Thì cái này nặng là 468g. Rồi, giá công khai cái số 14, giá 1.400.000 nha mọi người, 1.400.000 cái số 14. Tiếp theo cây 15. 15 lên cho mọi người vẫn một cây cần dạng thuộc dạng hiếm. Thì đây một cây cần ISO. ISO phen to. ISO phen to. ISO phen lớn nhá, ISO phen lớn. Và cái này đọt là đọt số 6 và dài 5m4 nha mọi người, đọt số 6 và dài 5m4. Cần còn rất là mới luôn. Đó. Và dàn khắc nè, chỉ quấn nè, kèo chỉ nè, bát nè, bát đây qua nhé, bát đây qua, bát Fuji. Đây, quấn cái này cũng rất là đẹp. Đây, phôi carbon nha mọi người, phôi carbon 5m4 đây qua. Đọc nguyên zin nhá, nguyên zin đọc về. Thì cái này mà nếu tính cần tay độ cứng nó ra tầm khoảng 6H, 7H nha. Đây, sẵn. Còn sẵn nha mọi người, càng rất là đẹp. Đó. Đây, càng rất chi là đẹp nhá. Nói chung là độ về độ xuất sắc thì rất ít luôn. Đây, rất ít xuất sắc nhá. Đây, những lóng gần dưới đây, dạng
carbon nó đang chéo 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 nha, đó. Đây, cho kỹ chúng mình xem, rất là đẹp nha. Lõng thứ hai nè, đó. Đa phần những lõng này nè rất là dễ bị xước, nhưng mà lõng này nó còn rất là đẹp luôn, đó. Rất chi ok nha. Đó. Thì cái này nặng là 635 gram, đọt 2 ly 4 nha người, đọt 2 ly 4, nặng dài là 5m4. Rồi giá công khai cây số 15, giá 1,2 triệu người, 1,2 triệu cây số 15. Tiếp theo cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc nhé. Thì mấy lần trước có về thì anh em hay đặt loại này, loại này về đánh rất là bền. Thì đây là một cây cần cắm gốc hàng của anh Fataco. Thì cây cứng 80 và 1m8 nha người, cứng 80 và 1m8. Phen của nó là phen Fuji, dạng Fuji nòng súng nha người. Đây, đó. Đây, rất là nòng súng nha, đọt là đọt. Thì cần này, nguyên cái đọt này là đọt đặc nha người, đọt đặc, đó. Đây, đọt đặc. Nên cái độ nhạy cá và độ nảy nó rất là cao nè, thấy không? Đó, rất là tanh. Tổng thể ngoại hình thì cái gốc này nè, nó đã dính mấy cái keo băng keo người ta dán nè, đó. Đây cũng vậy nè, bát của nó là bát Fuji nhá, tổng thể bát ok. Thì phôi cần thì chuẩn rồi, khỏi bàn. Phen là phen Fuji nòng súng, phen Fuji nhá. Trên này là phen chạy, phen lá nhỏ. Vuông chống sẵn nhá, hàng nguyên zin nha, hàng nguyên zin. Mấy cây này đánh cực kỳ cảm giác và chuẩn luôn. À. Căng thì loại này nó vẫn có xe sát nha, xe sát một tí thôi. À. Cho anh em nào quay câu ngâm, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Thì cái này dài là 250, cái này nặng là 250 gram, đọt 1 ly 3, dài 1m8. Rồi giá công khai cây số 16, giá 900 rồi, 900 cây số 16. Tiếp theo cây số 17 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đó, một cây Shimano Super Carbon. Thì cây này đọt số 1 và 5m4 nha người, đọt số 1 và 5m4. Thì nếu tính theo cần tay thì cây này nó rơi vào tầm khoảng 2 hát ngưỡng nhất. Đây, đó, carbon sẵn nha, cần gốc còn rất là đẹp, bát tầm bát Fuji. Đó. Phôi này, phôi carbon sẵn nha người. Đó. Thì phen của nó là phen xứ xít nhá, có một phen này bị lai nè, xứ thường bu là bu xít luôn. Phôi đây, nghĩa cái này quan trọng, phôi phôi rất là đẹp bài. Đó, đây là lắm thứ hai nè, rất là đẹp sáng vòng nhá. Đây, sáng vòng cực kỳ đẹp luôn. Phải bàn đọt đây, đọt này thì chắc đọt Long Phụng rồi, đọt đặt nhé. Thì đây có bị like một phen này, tất cả còn là ok hết nhá. Thì cái này nặng là 200 gram, rất là nhẹ, đọt 1 ly, dài 5m4. Rồi giá công khai cái số 17, giá 650k người, 650k cây 17. Tiếp theo cây 18 lên tiếp người là cây cần rút. Thì đây một cây cần rút biển nha người, rút mà dạng câu biển, dạng này đánh bao lực. Thì phen nó làm rất là cứng cáp nè, phen nó cực kỳ bự và to đây. Thì phen này mình đã kiểm tra kỹ rồi nha mọi người, phen này thì không bể không nứt nhá. Thì nó cũng tí ra ten thế này thôi, nó do cần cũ rồi qua sử dụng thì không tránh khỏi, nhưng mà đảm bảo những người là không bể không nứt nhé. Tất cả phen này đều gặp phen Fuji, hàng là hàng Nissin. Thì cây này một cây cần của Ryobi, một cây Ryobi cứng 50 dài 3m nhé, cứng 50 dài 3m. Với độ dài 3m thì anh em có thể câu lăn xê, câu cha, câu chép, câu lăn xê thoải mái. Phôi của nó là phôi carbon nha, dạng carbon sóng vòng nè, dạng hai da. Rất là đẹp. Đây. Cây này thu gọn cũng rất ok, nó gọn, nó thu gọn ra tầm khoảng 75 cm nha mọi người, 75 cm chiều dài thu gọn.
đọt nó đây. Đọt nó dạng cũng dạng đọt carbon. Phen là phen Fuji, phen biển. Tổng thể ngoại hình còn ok, không có xây xác gì nhiều. Thì cái này nặng là 390g, đọt 2 ly, thu gọn 75cm, cứng và cứng 50, dài 3m. Rồi, giá công khai cái số 18, giá 1,2 triệu người, 1,2 triệu cái số 18. Tiếp theo lên cho người cây số 19. Thì 19 lên cho người là một cây cần cắm gốc nhé, cắm gốc, bát là bát cắn súng nè. Đó. Thì đây một cây cần nội địa Nhật nhé, nội địa Nhật, cắm gốc, bát cắm súng. Đó. Phôi là phôi carbon nha người, phôi carbon. Căng cần lua máy ngang nhé. Phen là phen Fuji loại xám nè. Tổng thể cần rất là đẹp. Phen ok hết nha mọi người. Phen ok hết. Thì cây này của một cái hãng nội địa nha mọi người. Hãng nội địa Fuji. Thì cái này dài 1m8, đọt 1 ly 6, nặng 150g. Thì cái này độ cứng của nó là độ cứng ML. Đây độ cứng ML. Và cái này tải màu từ 5.25g đến 14g. Tải dây từ 5.25 đến 14g. Tải dây từ 6 đến 15 lb nhé. Rồi giá công khai cái số 19, giá 550k, 550k cộng ship cái số 19 nhé. Đây mọi người, poi nó cực kỳ dày nhé. Rất là dày cái phôi. Qua đây, tiếp theo bên đây là một vài mẫu cần dây trong người, cần dây trong. Thì có từ thương hiệu của Daiwa, Suzumi, Shimano. Rồi, tiếp theo là cây số 20. 20 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Và đây một cây cần Daiwa Halilock. Đây. Thì cây này cứng 200, dài 2m3 người, cứng 200 dài 3. Thì không số này cực kỳ hiếm luôn. Đó. Cây này mình em câu trên bè thì thổi khỏi bàn, trên bè câu ghe. Anh em có thể câu máy điện, loại này có thể câu máy điện được. Đó. Cứng 200 nhé, 200 dày 2m3. Bát là bát đây qua, tổng thể căng nè, gốc còn rất là mới nhé. Cây này ra tầm khoảng 95% luôn rồi. Đây, còn rất là mới luôn. Đó. Phen đây. Đó. Phen đề ba của dây trong lõi xít nhé, bu này bu xít luôn. Đó. Phôi đọt carbon sẵn mọi người. Đây, sẵn nhé, càng rất là đẹp, không có xây xác gì nhiều. Thì cái này nặng là 350g, đọt 3 ly 3, giá công khai cái số 20, giá là 750k cộng ship, dài 2m3, cứng 200. Tiếp theo cây số 21 lên cho người vẫn một cây Daiwa. Thì đây một cây cần Daiwa dây trong mà là cần rút, và cây là một cây cần Daiwa được sản xuất tại Nhật, 10 made Japan, được sản xuất tại Nhật. Phôi của nó là phôi carbon Vicker. Thì carbon Vicker là một phôi carbon sáng ít nha người, carbon sáng ít. Đây, phôi carbon sáng ít. Thì cái này nó còn đột chụp luôn nè, đó. Đây, phôi carbon Vicker đây, đó. Đây, đó, carbon sáng ít nha. Do trên đây nó sơn một lớp phủ nè, anh em không thấy đâu. Cái lớp này nó không sơn, nó lộ qua trong người nè, rất là thẩm mỹ nhé. Được sản xuất tại Nhật. Thì cái cây này dài là 2m, dài cứng 50, dài 27, chuẩn quê cho anh em câu lăng xê nha mọi người, câu lăng xê, câu ngâm. Bát là bát đai qua, phôi carbon sáng ít, đầu xứ xít, bù xứ xít. Đọt nó đây, đọt carbon sẵn nha, đọt rất là mới luôn. Rất là mới. Rồi đây, sẵn luôn rồi. Sẵn gần guốc nè, thấy không? Lúc này anh em có thể thấy sẵn ít nha mọi người, rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 21, giá vẫn là 750k nhé. Thì cái này dài, nặng là 260g, đọt 2 ly 4,
dài hết 7, giá là 750k. Cây số 21. Tiếp theo cây số 22. 22 lên cho người vẫn là một cây hàng hệ. Thì đây một cây cần của Shimano Aros, một cây hàng khá đẳng cấp của Shimano nè. Đó. Thì đây một vẫn là một cây cần dây trong đó người. Cứng 50 dài 3 m. Cứng 50 dài 3 m. Bata Bass Pussy, Bata Gót của Shimano. Cần thì nó xấu nè, cái này nó do cắn bằng cắn mút, mình không có lau chùi đây nè, nó góc đây. Wow, cái này nó vẫn còn đầu chụp nhá, vẫn còn đầu chụp. Loại xít, đây, hồi carbon sẵn, 53 m. Cái này mà anh em có thể về mà anh em hạ xuống em để đi nhấp cá bóng, đi nhấp cá lóc cũng được. Đó. Thôi mấy cái này cực kỳ chắc luôn rồi. Thôi sẵn gần gút nha, rất là đẹp. Thôi lớp thôi ở trong thì còn rất là mới nha mọi người. Đó. Còn lớp ngoài thì nó bị xuống nào thôi, thời gian tí thôi. Đây này, tôi chỉ cho mọi người xem đó. Thì cái này nặng là 280g, đọt 1 ly 4, dài 3 m, rồi giá cũng khai số 22, giá 700 rồi, 730 cộng tiếp 22. Tiếp theo 23. 23 lên cho người vẫn là một cây cần đẳng cấp. Thì đây một cây cần của Shimano. Thì đây một cây Shimano Aros nè, cứng 50 dài 3 m 3. Cây này mình đem về hạ phen lên phen cái là chuẩn bài luôn. Phôi rất là xịn. Đây để cái phôi xuống nè. Không, nghe rất là quang tiếng. Đây, Shimano Aros. Đầu sứ vẫn còn nha mọi người. Đó. Càng rất là đẹp. Bata Bass Pussy. Tổng thể phôi rất ok ha. Đó. Đẹp. Xíu xít vẫn còn. Bộ này thì cần thì đảm bảo với anh em là không dập bể nha mọi người, không dập bể lỗi. Đây, nó dính keo mà. Càng ok. Thì cái này nặng là 280g, đọt 2 ly 8, dài 3 m 3, cứng 50. Rồi giá công khai cây số 33, giá công khai số 23, giá là 700k cộng tiếp cây 23. Tiếp theo cây 24. 24 lên tiếp người vẫn một cây cần dây trong, mà cây này được cái hai đọt nhé. Thì đây một cây cần dây trong của hàng Waco. Đó, Waco phôi vẫn là phôi carbon người. Đó, mấy cây dây trong này phôi carbon dày lắm, cực kỳ dày. Thì cái này nó dài chỉ có 1m8 thôi nha, mà dài 1m8 thì thích hợp cho anh em câu chinh ghe, chinh bè. Đó, dạng câu ngâm xuống xít đó. Đây vẫn là xuống xít. Đó. Bát là bát Fuji, bát gòn. Đó. Hai đọt thì một đọt cứng 100, một đọt cứng 150 nha mọi người. Thì đọt 2 ly 7 độ cứng là 100, đọt 2 ly, đọt 3 ly 2 độ cứng là 150, nặng là 9, nặng là 190g. Phôi còn đẹp nhá. Càng còn đẹp, phôi còn đẹp. Đó. Rồi, giá cũng khai cái số 24, giá 600k nha mọi người, 600k. Đó. Một cây hai đọt quá đẹp. Tiếp theo cây số 25. 25 lên tiếp người là một cây cần của Suzumi. Thì đây một cây cần Suzumi. Đây, cái ở đây là cái lớp ni lông nó không tháo nè. Đó. Lâu ngày nó không tháo nữa nè. Đó. Tháo ra là gỡ lên. Rồi cái này mua nước biển vô oxy quá. Và đây một cây cần của Suzumi. Đó. Một cây dài 2m4. Vẫn bao xứ ở đây nha mọi người. 2m4. Phôi là phôi carbon. Hai khúc. Cứng 80 và 24 nhá. Pencil carbon. Tổng thể phôi còn rất là đẹp. Đó. Xứng vẫn còn. Đóng chụp vẫn còn. Cái này anh em nào về hạ xuống lên phen làm cần lua là hết bài. Đó, 80 24. Rất là chỉnh nha. Tương đối nảy và cứng. Thì cái này nặng là 200
35g đọt 3 ly 2 dài 24, giá công khai cây số 25, giá là 450k nhé. Tiếp theo cây số 26. 26 lên tiếp người là một cây cần của Alpha Taco. Đó. Thì đây là một cây Alpha Taco khối dạng carbon sáng ít nha mọi người. Carbon sáng ít Alpha Taco. Đây. Carbon sáng ít. Và cây này còn rất là mới. Ok, ba khúc Alpha Taco. Bát của nó là bát Fuji tam quan. Cần rất là đẹp luôn. Thì cây này dài 3m3 nè, dài 3m3, hàng cổ Korea sản xuất. Đầu này là đầu sứ nhá, đầu sứ xít. Phôi ở đây, phôi sẵn cargo nha mọi người. Đây, sứ xít nhá. Phôi mấy cây dây trong nè, xịn khỏi bàn. Rất là xịn luôn. Được cái cây này còn rất là mới luôn. Cái này nặng là 390g, đọt 2.7, dài 3.3, độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi. Anh em nào mà dựng về câu lăng xê khỏi bàn. Rồi, giá công khai cây số 6, 26, giá 600k nha. 600k cây số 26. Tiếp theo 27. 27 lên tiếp rồi vẫn là một cây cần dây trong. Thì cái này của Suzumi nha mọi người. Một cây Suzumi. Đó. Thì cây này cũng còn rất là mới luôn, đầu chập sứ vẫn còn. Bát là bát của Suzumi nha mọi người, bát Suzumi Benso. Thì cây này một cây cần cứng 80, dài 3m3 nhé. Cây này chuẩn về anh em dựng có thể câu cha nè, câu cá cha, câu chim, câu đoàn xe, câu chép. Dạng cứng 80 là đánh đa năng này. Đây, xử đây. Đó. Phôi mấy cây dây trong này dày nha mọi người. Đẹp. Khá là đầm. Thì cái này nặng là 406g, đọt 2.6, đọt 2.8. Giá công khai cây số 27, giá là 650k nha, cứng 80 và 3.3. Tiếp theo 28. 28 vẫn vậy, vẫn là một cây cần của Alpha Taco. Đây một cây Alpha Taco. Phôi vẫn là phôi sẵn nha mọi người, phôi sẵn nhất nè. Nó với cây cây số 28 và cây số 26 là dạng như là cùng phôi nhé. Nó khác độ cứng và chiều dài thôi. Phôi sẵn nhất nhé. Càng còn cũng rất là mới. Bata Pussy. Căn dài 3m nhé, dài 3m, hàng của Korea xuất Nhật, hàng Alpha Taco. Đây. Phôi sẵn cargo. Phôi rất ok ha. Thì cái này nặng là 370g, đọt 2.8, độ cứng ra tầm khoảng 50. Giá công khai cái số 28, giá là 600k. Tiếp 29. 29 là cho người một cây cần của Ryobi. Thì cây này cứng 30, dài 3m3 nhé. Cây này anh em dựng về câu chép là hết bài. Đó. Cứng 50, 3m3. Phôi còn chuẩn nha mọi người, phôi chuẩn. Bát là bát Fuji. Thì cây này nó bị mất cái đầu chụp sứ ở đây rồi. Đó. Cây này về anh em chỉ có thể dựng lại câu thôi. Dựng lại câu câu ngâm. Đó. Rồi, bản thanh lý cái này. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2.2, giá công khai cây số 29, giá 450k người. Đó, 450k 29. Rồi, đó tổng cộng 29 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để lại số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.